thiên địa thanh minh, vạn vật yên bình. Chấn hồn tại đây, lập tức nghe lệnh. Chú hổ tử, không đúng, chắc là chú ấy bị thứ gì nhập vào rồi. Chú ấy chạy về rừng cây ấy làm gì? Chú hổ tử chạy về cạnh Trương Văn Lượng, kéo anh ta đi vào trong rừng. Lúc này chú hổ tử chắc chắn sẽ làm hại Trương Văn Lượng. Mình phải ngăn chú ấy lại. Nhưng tay mình đã bị thương trong trận đối đầu lúc trước, linh lực đã tiêu hao quá nhiều. Với tình trạng này sợ là không phải đối thủ của hắn. Không được, không thể bốc đồng. Lát nữa Trương Vân Giao về lại không tìm thấy mình. Hơn nữa chỗ này còn có nhiều thi thể có thể xảy ra thi biến bất cứ lúc nào. Nếu để nó xảy ra thì phiền to. Tôi đột nhiên lanh trí nghĩ ra một cách. Tôi lấy điện thoại ra bật tiếng và chống gáy. Chú hổ tử khiếp sợ đứng sững lại, căng thẳng nhìn xung quanh, vứt Trương Vân Lượng lại, chạy một mạch vào rừng cây phía trước. Sau khi thấy chú ấy chạy xa, tôi kéo Trương Vân Lượng về mộ tổ Trương gia. Chú hổ tử, hẳn là bị nữ quỷ từng nhập vào Trương Ngọc Thành ám. Làm sao đây? Với tình trạng này của mình, thì lát nữa phải đối phó với lệ quỷ ấy thế nào? Có rồi, tôi chạy vào khu rừng nhỏ, gom được một đống cỏ, nhanh chóng bệnh thành một người rơm, sau đó lấy một tờ giấy vàng chưa viết gì, viết ngày sinh tháng đẻ của Trương Vân Lượng lên, dán vào bụng của người rơm, để nó làm thế thân. Lấy giấy làm mặt, lấy cỏ làm thân, chưa khai quang thì cỏ chỉ là cỏ, khai quang rồi liền biến thần thông. Tai trái nghe được âm phủ, tai phải nghe được âm dương, đặt tên là Trương Vân Lượng, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với Trương Vân Lượng. Tay trái chỉ tiền tài, tay phải chỉ tai ương, vượt núi, băng sông, đuổi yêu, diệt quỷ, thần binh nghe lệnh. Lúc này, chú hổ tử lại hiện ra, kéo người rơm đi. Nếu chú hổ tử mà phát hiện ra nó là giả, thì khả năng mình cũng mất mạng, phải nghĩ cách tiếp. Tôi lấy ra một lá cờ tam giác, đi về bên mộ tổ Trương gia, cũng chính là hướng chính nam của phần mộ, phương nam thuộc tính hỏa, hỏa tức dương. Đây chính là thế trận tuyệt vời, Ngô Kiệt. Cô đã mang thứ tôi bảo đến chưa? Đều làm theo lời dặn của cậu. Tất cả đều ở đây. Tôi tìm được 2 chai giấm trong bếp, mang hết đến đây rồi. Không biết có đủ không? Ổn rồi, có những thứ này là đủ. May là không làm lỡ chuyện của cậu. Tôi nhìn về phía những công nhân đang nằm trên đất. Đột nhiên, có tiếng bước chân vang lên từ xa. Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, chú hổ tử trở lại rồi. Chú hổ tử, chú ấy về rồi. Đừng lên tiếng, mau trốn đi. Giữ cho kỹ tấm bùa này, chú hổ tử bị quỷ nhập rồi. Lá bùa này có thể che giấu hơi thở của người sống. Chú hổ tử không phát hiện ra chúng ta, sẽ đi về phía trận khốn linh mà tôi đã bố trí sẵn. Cậu xem chú ấy đang làm gì thế? Sao cứ quay vòng vòng một chỗ vậy? Tôi đã bày sẵn trận khốn linh ở nơi đó, chuyên dùng để đối phó lệ quỷ nhập trên người chú hổ tử. Bây giờ chú ấy đã bị nhốt trong pháp trận của tôi, không thể ra được trong một chốc một lát. Chúng ta chỉ cần đợi đến khi trời sáng là được. Sau khi nhốt được chú hổ tử, tôi đến mộ Trương gia, giấm trộn với nhọ nồi có thể giải thi độc, cô giúp những công nhân đó uống đi. Sau khi làm xong hết thảy, thì hai người chúng tôi cũng sức cùng lực kiệt, liền kiếm cái ghế ngồi xuống. Ngô Kiệt, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Đợi. Đợi cái gì? Đợi trời sáng, lệ quỷ nhập trên người chú hổ tử sẽ rời đi, dương khí tăng lên, âm khí giảm bớt. Khi đó sẽ giải trừ được nguy cơ ở nơi này, những thi thể đó sẽ không bị thi biến nữa. Mặt trời càng lúc càng lên cao từ đằng đông. Chú hổ tử vốn đang xoay vòng vòng không nghỉ đột nhiên đứng sững lại, ngã rầm ra sau. Một luồng ánh sáng đỏ bay ra từ đầu chú ấy, bay đi xa, chớp mắt đã không thấy đâu. Tôi cũng đi lại gần chú ấy. Chú hổ tử, mau dậy đi, trời sáng rồi. Thiếu gia, chú mệt quá, cảm giác như đã đi cả 100 cây số xuyên đêm vậy, để chú ngủ thêm lát nữa đi, đừng ngủ, mau đứng dậy. Thiếu gia có phải có ai chết rồi không? Suýt thôi, nếu cháu mà đến muộn tí nữa, thì có khi có người chết thật, hơn nữa còn không phải chỉ một người thôi đâu. Rốt cuộc sau khi cháu đi đã xảy ra chuyện gì vậy? Sau khi cháu đi, Trương Vân Lượng đi vào rừng một mình, hình như là đi vệ sinh. Sau khi về thì như biến thành một người khác, bảo những công nhân kia tiếp tục đào mộ, chú đi ngăn, bảo phải đợi cháu về mới được làm. Nhưng Trương Vân Lượng cứ như chúng ta, cứ khăng khăng bắt những công nhân đó làm tiếp, thế là chú đi lên giằng co với họ. Sau đó thì sao? Sau đó cậu ta thấy chú tức giận, thì cơ mặt co giật, lúc ấy chú còn tưởng cậu ta sợ rồi, thế là lơ là cảnh giác, ai ngờ cậu ta thừa dịp chú xoay người đi, đập đá vào gáy chú. Sau đó thì chú không biết gì nữa. Bóng đen thì nãy, không chỉ muốn hại chết cả nhà Trương gia,
mà còn định giết cả những công nhân làm cho Trương gia, thế này thì cũng quá là điên rồ rồi. Lúc này, Trương Văn Lượng ở bên mộ cũng tỉnh lại. Cậu nhìn gì tôi? Mặt tôi có gì à? Anh còn nhớ chuyện xảy ra tối qua không? Tôi không nhớ, hôm qua tôi chỉ nghịch điện thoại, đột nhiên nghe thấy trong khu giường cạnh mộ, có người nào đó gọi tên tôi liền đi xem thử, sau khi vào đó, thì tôi không nhớ được gì, tôi không làm gì cả. Cậu đừng có chuyện gì cũng đổ lên người tôi, mời cậu tới là để cậu di rời mộ giúp nhà tôi, cũng đâu chả thiếu cậu đồng nào, cậu làm được thì làm, không làm được thì biến, sao mà lắm lời vô nghĩa thế? Anh, sao anh lại nói chuyện với Ngô Kiệt như thế? Đêm qua cậu ấy đã cứu mạng anh, nếu không nhờ có Ngô Kiệt thì tối qua anh đã chết rồi. Cậu ta đã làm gì anh không nhớ, nhưng đừng có chuyện gì cũng đổ cho anh. Không nói nữa, tôi muốn về nhà ngủ. Anh chàng này chắc chắn có vấn đề, ngay từ lần đầu nhìn thấy anh ta, mình đã cảm nhận được sát khí dày đặc, cả nhà Trương gia chỉ mình anh ta bị như thế. Trương Văn Lượng, anh cứ giấu tiếp đi, tôi cứu được anh một lần, không thể cứu anh cả đời. Anh không nói thật, bị hại chết thì đừng trách người khác.